Rồi, ok, em có thể nói đi. Bắt đầu thu rồi đúng không? Ừ. Thì câu hỏi đầu tiên em muốn hỏi anh là những cái câu mà câu hỏi họ đã đặt ra cho em á, lúc mà phỏng vấn qua phone á, thì có khả năng họ sẽ họ sẽ hỏi lại hoặc họ hỏi chi tiết hơn vào cái cuộc phỏng vấn trực tiếp hay không? À, trong cái cuộc phỏng vấn trực tiếp á, thì anh không biết là họ đã đưa cho em cái schedule chưa, là em biết Đưa em gặp rồi. những ai rồi. Dạ, họ đã đưa rồi. Ok, thế thì em gặp những ai Họ đó với lại hai người coordinator. ngoài những người nó ra thì em sẽ còn còn người nào mới không? Trong cái danh sách, trong cái tentative schedule thì không có người nào mới, có 5 người Ồ, đó. sao kỳ vậy? Thì thông thông thường á thì không biết là hôm đấy có tất cả mọi người không hay là sao, nhưng mà thông thường nếu như mà em gặp một số người mà hồi đó em chưa gặp, ví dụ như anh nhớ anh đi phỏng vấn, anh có nói chuyện với một ông Điên, thì ông Điên ông lại hỏi cái câu là thế cái nghiên cứu của anh đó, nó như thế nào và nó có thể hỗ trợ, tại vì anh đi dạy mà, nghiên cứu của anh như thế nào, nó có thể hỗ trợ cho hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên như thế nào đó. Hoặc là ở đây tại vì trong cái câu số 2 mà trong cái danh sách em đưa là em người ta hỏi em về cái luận án của em đúng không, thì đôi lúc thì mình cũng nắm rồi nhưng mà cũng phải dè chừng là mình trả lời là cái luận án của tôi như thế, và anh không biết lúc em trả lời và phỏng vấn cái phone thì em phỏng vấn câu này như thế nào, em trả lời như thế nào. Ok, sure, thì em trả lời bằng tiếng Anh luôn nha. Ok. Được không? Cho nó giống thật nha. Thì em trả lời là ok, so for my dissertation, the topic is on community college transfer students college engagement and how that affects their baccalaureate degree attainment, particularly in STEM fields of studies. And for my study, I used an existing longitudinal data, ELS, which is the Educational Longitudinal Study of 2002, that tracked the progress of a 10 grade cohort back in 2002 with three subsequent follow-up surveys. To track students' progression from high school to college and into the workforce. So, yeah, I use quantitative data and focus particularly on transfer students. And actually, bây giờ em không có nhớ chính xác là lúc đấy em trả lời thế nào, nó cũng cách đây vài tuần rồi. Nhưng mà anyway, thì em sẽ tie nó với cái vị trí này. Nếu như em bị hỏi lại á, thì là the process of completing this dissertation really demonstrate the skills that I possess that would fit perfectly for this situation, for this position, such as the ability to analyze large scale data. I am very familiar with data on student engagement, I possess a capability to write a report, to analyze data, to write up a report, to present the report to a large audience. Rồi ok, thì anh hiểu cái câu của em là em muốn muốn đưa đến cái chỗ mà cái duty và cái responsibilities của cái position đấy đúng không? Em muốn nói với người ta là như thế, nhưng mà để mà em trả lời cái câu mà cái dissertation của em như thế nào thì em trả lời như vậy rất là dài. Tại vì em để ý xem trong cái câu số 4 khi mà người ta hỏi em đó, what are your strengths and weaknesses? Thì cái cách mình trả lời cái câu câu số 4 này á, là em sẽ dùng những cái kiến thức mà ví dụ như em nói giống như lúc nãy, một em cắt một phần cái câu trả lời của em về dissertation đúng không? Về dissertation em nên nói một cách ngắn gọn thôi, đừng có nói dài. Bởi vì em làm cái dissertation đấy là mấy năm trời, em không thể nói, em không thể có cái ý định là định kể lại cho người ta nghe chỉ trong vòng 2 3 phút đúng không? Cho nên là mình nên giữ cái đó lại để mà trả lời những cái câu dạng như số 4 chẳng hạn, cái strengths hoặc là weaknesses. Ví dụ như cái strength của em đúng không, thì em
thứ nhất là em có thể cái strength nó có hiểu theo nhiều nhiều kiểu. Thứ nhất là có strength trong research của em đúng không? Strength trong communication skills của em đúng không? Em point out ra những cái đó. Bởi vì những cái đó là những cái mà thực sự nó cần thiết cho cái position này, em hiểu không? Lúc mà trả lời cái câu hỏi số 4 là câu strength and weakness thì em lại không, lúc đấy tại vì anh biết là khi mà mình phỏng vấn á, thì mình cái gì trong đầu mình bật ra ngay á, mình không có cái thời gian để mình process kỹ á, thì lúc đấy cái somehow em, cái tư duy của em là em nghĩ ngay đến cái điểm mạnh điểm yếu đấy, không phải nói là về công việc chuyên môn hay gì mà là cái tính cách nó liên quan nhiều hơn đến cái kiểu personality á, thì em nêu ra cái strength của em là cái này, không biết là anh có nghĩ là có thể string không, là em rất là ham học hỏi á, I'm a very motivated learner và ta có một cái inquisitive mind, có một cái intellectual curiosity, nhưng mà nó cũng cái downside thì em nói luôn là em chuyển luôn sang cái weakness, cái điểm đấy á, cái downside của nó là you know I could ask so many questions, you know, which could be, you know, it could be annoying to people sometimes. However, I over time I've learned to overcome this weakness by you know, learning on my own, trying to explore something on my own first before bringing the question to another person. Thì đó em nói với cái rồi rồi ok đấy, anh góp ý này á. Cái strength tức là ham học hay là gì gì đó, là anh nghĩ cái chuyện đó là ai cũng có cả, nó không phải là cái strength mà ghê gớm. Bây giờ mình phải hiểu cái strength nó có nhiều kiểu nha. Thì giống như anh phân tích ấy, cái strength mà trong cái thế mạnh về cái việc học của em và cái việc kinh nghiệm của em, nó là cái strength của em. Em làm sao em phải đưa cái đó, liên cái đó đến cái job description đúng không? Ok, tức là đừng có nghĩ rằng nó phải là personality. Nó là những cái mà skill của em, mà những cái mà personality là một chuyện. Ví dụ như em có thể nói cái strength của em là hồi xưa như anh hay trả lời cái câu đó là giống tôi rất là helpful, ai hỏi gì ai nhờ gì tôi cũng làm hết, và tôi sẵn sàng làm nếu như tôi có thể. Cái chuyện đó là cái chuyện cần thiết, bởi vì cái việc của em á là cái việc em cần phải giao tiếp với người khác, em cần phải hỗ trợ. Việc của em là việc hỗ trợ đúng không, hỗ trợ cho sếp cấp trên đúng không? Cho nên là cái việc mà em helpful nó rất là quan trọng. Hiểu không nào? Chứ còn những cái strain em tham học hỏi, ok. Thế thì thêm nữa, hồi nãy em tức là em nói chung là hạn chế cái chữ mà ham học hỏi đi nghe. Hạn chế cái điều đó đi. Đừng. Cái phần thứ hai em nói là gì nhỉ? Anh quên mất nhỉ? Là cái weakness của em hả? Cái weakness của em là hỏi nhiều. Ok. Thế thì bây giờ anh nói một cái nữa này. Những người sếp á, người ta luôn thích những cái câu hỏi mà có tự con trả lời. Cho nên là về cái chuyện hỏi nhiều á, đôi lúc nó làm tốn thời gian của họ. Và thứ hai nữa, khi mà người ta thuê em về đi làm chứ không phải người ta thuê em về để hỏi. Ok. Thì đúng, nhưng mà đây nhé, để em chỉ ra cái này. Không, anh hiểu rồi, anh hiểu. Anh nhớ cái câu em nói là em có phải overcome. Thì đó, em nghĩ là cái strategy của em có thể là cái câu này em không trả lời thực sự tốt, em hiểu ý của anh, nhưng mà cái strategy của em mà nếu em lặp lại câu hỏi đấy thì em sẽ luôn luôn là khi mà nói với cái weakness á, cái này thì em nói ra để debate luôn với anh, you know, and bring it out there. Là khi mà mình nói với cái weakness á, thì không chỉ là mình nói với cái weakness, là mình chỉ nói cho họ hiểu là mình là cái con người mà self-understanding, mình hiểu bản thân mình. Và mình biết là mình có cái weakness đấy, nhưng mình cũng phải có cái cách để mình overcome cái weakness của mình. Chứ không phải, tôi biết là tôi dở như vậy và tôi không có cái làm gì cả để mình cải thiện bản thân. Thì em nghĩ có khi là cũng có cái point này có thể là dạy bị, ok, đây là những câu trả lời em nói với anh, em đã trả lời rồi. Và anyway, em đã pass cái cuộc phỏng vấn đó, nên có thể là nó work. Ok. Em rất thích cái point của anh là không nên, đúng là không nên talk down bản thân mình và cái nhấn mạnh nhiều quá về cái điểm ham học hỏi. Chứ chắc đã là tốt. Thì em rất là, thank you for the suggestion. Cái đấy đúng là em cần phải thay đổi cái chiến lược đi một chút. Không rồi, ok. Thế thì bây giờ để anh nói cho em cái cách anh trả lời cái câu hỏi số 4 nhé. Cái câu hỏi mà cái witnesses nhé.
Giống như em nói đó, cũng theo cái logic là mình phải nói ra cái điểm yếu của mình, và mình phải nói ra cái phương án để mình giải quyết cái điểm yếu, mình improve cái điểm yếu đấy, và để mình khắc phục cái điểm yếu đó, là cuối cùng mình có một kết quả, đúng không? Đấy là cái strategy để trả lời câu đấy. Thì cái câu câu trả lời của em á, anh nhìn nhận nó rất là chung chung, và nó tại vì bản thân cái chuyện mà hỏi nhiều nó là cái tính cách rồi, em hiểu không? Đôi lúc nếu mà mình khắc chế cái tính cách thật ra nó rất là khó. Cái đấy là một cái việc rất là khó, nhìn nhận nhìn chung là một cái khắc chế cái tính cách rất là khó. Cho nên là mình chọn nên một cái việc gì đó mà thì nói chung cái việc gì đó cụ thể mà mình, tức là theo anh là đưa ra một cái ví dụ. Ví dụ như hồi xưa bản thân anh khi mà anh đi phỏng vấn thì người ta hỏi cái weakness của anh, thì anh bảo là thật ra cái weakness của anh là anh giảng nhanh. Cái đấy thì đi dạy thì nói chung là nó có những cái chung chung như vậy. Em nên nhớ là trả lời phỏng vấn đôi lúc đó, không phải là thật thà lắm. Trả lời phỏng vấn đôi lúc là mình trả lời phỏng vấn mà mình tạo ra một cái khung cảnh hợp lý, nó make sense, đúng chưa? Thế thì anh bảo là bây giờ anh giảng nhanh, thì đôi lúc sinh viên giai đoạn đầu vô có thể nó chưa quen với cách học cách dạy, cho nên là nó hơi khó khăn. Thế là mình phải làm cái cách nào mình lấy feedback của sinh viên, coi tụi nó sau 1 2 tuần mình lấy feedback chẳng hạn, đúng không? Sau đó mình kêu tụi nó thấy như thế là mình bắt đầu mình slow down lại, rồi mình giảng hết từng ghi ra từng lời giảng, rồi sau đó thậm chí là chuẩn bị cái note cho tụi sinh viên phát cái in ra phát cho tụi nó trong từng giờ, hiểu không? Và thậm chí là bây giờ phải phải record cái video cho tụi nó xem sau giờ giờ học và trước giờ học. Thì đó là cái cách mà người ta thấy mình là mình có cái witness đấy. Không phải là mình triệt tiêu cái weakness đó, em hiểu không? Mà mình khắc phục nó, mình có những cái cách khác để mình có thể bù lại cái weakness của mình. Em hiểu không? Để cho mọi thứ nó diễn ra một cách trôi chảy và cái công việc của mình trôi chảy. Thì cái đấy là cái phương án của anh, hiểu không nào? Thì tại vì cái weakness thì ai cũng có cả, và đôi lúc nó nằm trong cái tình huống là nó sẽ là rất là khó sửa chữa, nhưng mà mình sẽ có những cái cách khác để mình bù lại cái đó, để mình giảm đi cái đó, để mà mình vẫn đảm bảo được cái hiệu quả công việc. Ok. Ok. Example cái đó hay đó. Tức là tất cả những cái câu hỏi weaknesses hay là strengths, em phải tất cả những cái đó em phải nhớ lại cái thời xưa, em phải coi có những cái lúc nào và em đưa ra cho họ một cái example. Ví dụ như ồ bảo là ồ ông hồi xưa anh hay trả lời cái kiểu ông nói đến cái này cái strength tôi mới nhớ. Nhớ là nhớ làm sao? Nhớ hồi xưa là tôi dạy như thế, tôi thấy như là tôi ví dụ như mình có thể nói một cái tôi thích học những cái mới nhá. Thay vì thích học những cái mới thì mình sẽ đệm thêm một cái nữa. Tôi sẽ thích học, tôi làm những cái này, và tôi trong cái teaching của tôi là tôi học ngay một cái phương pháp mới, tôi áp dụng ngay vào trong lớp. Hiểu không? Áp dụng ngay vào trong lớp, và sau đó là lớp kết quả nó học hành nào, sinh viên nó excited như thế nào và kết quả tụi nó thi như thế nào đó, bằng chứng có sẵn luôn. Thì nói như vậy á, để cho người ta thấy rằng mình chỉ cần nói thêm chỉ có mấy chục giây hoặc là 1 phút nữa thôi, nhưng mà người ta thấy rằng cái thằng này nó nói không phải nói suông, hiểu không nào? Nó có evidence đàng hoàng, và những cái câu trả lời như vậy nó rất là thuyết phục, em hiểu không? Ví dụ như em nói em thích ham học hỏi, thế thì bây giờ giờ mình cứ mình nói ham học hỏi thôi đó, thì cũng kỳ. Bây giờ ví dụ cụ thể ham học hỏi là cái gì, đúng không? Em có thể nói ra một chút xíu thôi chứ không cần dông dài, hiểu chưa nào? Ok. Tiếp theo cái câu này mới khó này, câu câu số 5 em trả lời làm sao? In your opinion, what is a good quality of a Câu này thì hôm đó nha, sau bên này xong rồi chắc em sẽ nói nôm na lại ý bằng tiếng Việt nha, cho nó nhanh ha. supervisor? Thì em nói là với em á, thì cái quality của cái câu này hôm qua em đi phỏng vấn em lại gặp lại, nhưng mà hai lần trả lời khác nhau. Thì cái với cái hôm mà phỏng vấn cái vị trí này á, thì họ hỏi câu đấy thì em trả lời là với em cái người mà quality of a good supervisor á, thì theo em phải là một con người mà có cái integrity, tức là cái con người mà trung thực thẳng thắn á. Và khi mà họ yêu cầu và nói năng nó truyền tải cái thông điệp nó rõ ràng thì dễ cho cái người follow họ giải quyết được vấn đề nó nhanh gọn, đúng không? Thì đấy thì phải phải là một người mà rất là thẳng thắn trao đổi, ví dụ như là khi mà giao việc á thì không phải là ok làm cái đấy đi, mà
nói là ok, làm cái công việc đó để làm cái gì? Why do you need to assign such task to me, right? Thì đó liên quan đến cái vấn đề là cái communication nó phải clear, mọi thứ nó phải straightforward và nó transparent. Thì em nhấn mạnh cái transparent trong cái giao tiếp và trong cái mối quan hệ giữa người sếp với lại người người nhân viên. Ok. Thế còn chia sẻ thêm ngoài này là hôm qua em cũng hỏi, thì hôm qua em cũng gặp cái câu hỏi đó nhưng mà em lại trả lời khác. Em cũng không biết đấy, tại vì em không phải chuẩn bị phỏng vấn theo kiểu là em có sẵn bài và em học thuộc câu trả lời, mà em đi phỏng vấn lúc nào em rất là spontaneous, em rất là ngẫu hứng á. Tức là họ hỏi sao thì họ hỏi thì em trả lời, em nói chuyện rất là conversational, rất là mang tính kiểu trao đổi chứ em không có bị căng thẳng. Nên là hôm qua thì em lại hỏi, người ta cũng hỏi em một người theo phỏng vấn thôi, thì em trả lời cô ấy là với em thì cái người mà quản lý hoặc người mà ở ở cái vị trí cấp trên á mà làm cái công việc quản lý tốt á, là cái người mà có cái niềm tin đối với cấp dưới của mình, tin tưởng, tức là tin tưởng vào khả năng của họ, tin tưởng là họ có thể hoàn thành được nhiệm vụ, và giao cho họ luôn luôn tạo cho họ một cái cơ hội để họ làm tốt phần việc của mình và còn làm tốt hơn như thế nữa, tạo cho họ cái cơ hội để họ còn tiến xa hơn, phát triển năng lực trong không chỉ trong vị trí đấy mà là hoàn thiện với tư cách là một cá nhân. Đấy thì hôm qua em đã trả lời như thế. Ok. Thế thì anh cảm nhận trong cái câu trả lời của em thì nó là nó chỉ có tức là nó tốt đi một chiều, đó là người đó là một người leader. Tức là cái trong con mắt của em, những người supervisor phải là những người leader và người ta làm sao mà người ta tạo cho em nhiều cái space cho em phát triển, đúng không? Và mọi thứ nó phải tốt. Nhưng mà ở đó nó còn một cái mặt khác nữa em không có nhấn mạnh, em và em không không đã động đến, đó là cái công việc đó là người làm cùng với mình. Một phần người ta là leader, một người là một phải là friend của mình. À, bởi vì anh nhớ có một lần anh đi phỏng vấn campus, thế thì anh mới anh ngồi với ông Dean. À, cái trường nó nhỏ thôi, thế anh mới ngồi anh nói hết với ông, anh bảo anh nói thẳng luôn với ông là ông là sau này là boss boss của tôi, cho nên là cần cái gì là tôi phải nói cho ông biết. Và ông cũng nói với mình một câu, anh chia sẻ với anh một câu là thật sự ở đây á, là ở đây là mọi người coi tao giống như là nói chung là không phải là Dean mà là một người rất là friend mà có thể trust được. Cho nên là có thể trao đổi nói chuyện với ổng và kể cho ổng, thậm chí chia sẻ rất nhiều chuyện. Và những lúc mình gặp khó khăn trong cuộc sống á, thì mình có thể gặp những người đó để trao đổi, bởi vì dù gì thì họ cũng có kinh nghiệm sống hơn mình. Thì em xem có thể suy nghĩ thêm cái chuyện mà nhắc nhắc đến cái mối quan hệ đồng nghiệp, đúng không? Và là Actually em thấy đấy là câu trả lời rất là lý tưởng đấy, nhưng mà nhiều khi nhá, sao ta? em nó nói chỗ này này, tức là em phải gắn hai cái. Thứ nhất là người đó phải support em trong công việc, là và người đó phải support em khi mà và người đó em đủ để cho em trust được người đó trong những lúc em gặp khó khăn, em hiểu không? Đó, tức là support trong công việc, ngoài công việc ra còn có thể support em trong những cái lúc em mà khó khăn một số trong vấn đề. Bởi vì em cứ nói thẳng là trong cuộc sống ai cũng gặp khó khăn, và mình thì lúc nào mình cũng cần có những advice của từ những người wise people, đúng không? Đó. Ok, và cái câu hỏi tiếp theo, how would your colleagues describe you? Thì cái câu này theo em là người ta hỏi em trả lời như thế nào? Thì câu này hôm qua lại gặp lại, thì đại khái là nó là thì mọi người đánh giá tao là ai cũng làm việc với tao thì đều ấn tượng tao là người rất là chăm chỉ, very hardworking, dedicated và reliable, rất là đáng tin cậy. Khi mà ai có việc á thì tao sẵn sàng tao support. Mà thực ra cái này em sẽ, nếu như em bị hỏi là em có hẳn là em muốn, tất nhiên muốn nhấn mạnh và muốn xây dựng hình ảnh mình là một con người dependable, reliable á, thì thực tế nhá, em sẽ lấy ví dụ là em làm việc nhóm á, năm ngoái khi mà em mới vào postdoc
thì cô supervisor của em giao cho em làm việc với hai đứa student, một đứa là PhD student, một đứa là master student, thì giao để em vừa là làm việc và vừa giống như kiểu mentor hai bạn đấy, và là chỉ hướng dẫn cho các bạn ấy cái công việc á, để nói chung là đào tạo các bạn ấy, để các bạn ấy cũng sẽ thành người kiểu như là assistant trong cái việc nghiên cứu cho cả cô giáo em và cho cả em á. Thế thì trong quá trình làm việc thì cái kỳ đấy thì một bạn á, bạn sinh viên PhD năm đầu tiên á, thì giữa trường thì mẹ bạn ấy là người Ấn Độ, thì mẹ của bạn ấy bị bệnh, bị suy thận, thì là bạn ấy phải về để mẹ ghép, về chung về Ấn Độ để mà thực hiện ghép thận cho mẹ. Thì cái chuyện này boss em không hề biết, nhưng mà chắc là em không cần phải chia sẻ, boss em không hề biết, nhưng trên thực tế là boss em không hề biết, nhưng mà em làm việc là close với bạn ấy hơn, em là cùng chuyện cùng office với bạn ấy. Thì khi đấy thì bạn ấy rất là struggle và bạn ấy quá stress á, bạn ấy không có làm được hết cái phần việc của bạn ấy. Thế và em step in và em offer là ok, và em không, em rất là, em cũng rất là transparent thôi, em nói với cô giáo em là em sẽ để em thích cái phần này, em sẽ đảm bảo là cái công việc của bọn em được giao chung á sẽ được hoàn thành. Thì em nhảy vào, em sẽ em cover cho bạn ấy rất là nhiều, thì để cho bạn ấy release cái stress cho bạn ấy đã, đúng không? Thế còn tương tự như thế, nếu như còn tùy thời gian, còn nếu có thời gian thì em sẽ đưa một cái ví dụ thứ hai. Nhưng mà cái ví dụ thứ hai nữa là với cái bạn master student kia thì cũng trong cùng cái semester đấy, thì bạn thứ hai kia thì cô giao là bạn ấy phải giúp em một số việc bọn em làm research với nhau ấy. Thì em làm qualitative research thì phải đi phỏng vấn, và sau đấy thì mình phải ngồi mình transcribe, mình gõ lại cái nội dung cái cuộc phỏng vấn đấy y tức là verbatim, họ nói sao mình phải chép y nguyên. Thế thì công việc nó rất là, thực ra này nó không khó nhưng mà nó rất là time consuming và nó rất là mệt mỏi. Thế và lẽ ra thì bạn ý, nhiệm vụ của bạn là phải giúp em một nửa cái tổng số cái interview đấy, thế nhưng mà bạn ý không làm, thì một phần cũng là bạn ý lười, nhưng mà cái thứ hai là giữa kỳ bạn bị tai nạn, bạn gãy chân, bạn ý phải đi doctor. Thế thì em thì là bản tính của em là người rất là understanding, và mình thực sự là mình có cái sự đồng cảm với những cái khăn của người khác, thì mình thấy ok bạn ấy không làm được thế thì mình làm, thì mình sẽ put extra effort vào, mình cover để cho cái công việc chung. Tóm lại là mục đích của em là cái công việc của nhóm nó phải suôn sẻ và nó phải meet được cái goal, thì em sẽ bằng mọi giá em sẽ làm ở đấy, và em sẽ luôn làm cái support team member. Ok, à, hai cái ví dụ của em nó cùng một loại, tức là một loại là khi mà người ta gặp khó khăn thì em làm việc thay cho người ta. Cảm nhận của anh á, thì cái ví dụ nó chưa được tốt lắm. Tức là Không có strong hả? nó cái việc mà người ta gặp trong những cái tình huống khó khăn em làm giúp người ta, em làm thay việc của người ta. Thứ nhất là em thêm việc của em đúng không? Và thật ra cái công việc, cái ví dụ đó nó không thể hiện em là một người làm tốt cái teamwork. Và là có thể, em rất là helpful đúng không? Nhưng mà helpful ở đây theo mình nghĩ là nếu mà làm teamwork, tức là hoặc là người ta cần cái gì á thì mình góp tay vào, mình làm cùng với họ, thì cái ví dụ đó nó strong hơn là cái chuyện là mình làm thay cho họ, em hiểu không? Ví dụ như và có hiểu ý không? Em nên nghĩ một cái ví dụ nào mà khi mà em hợp tác, hoặc là nó không phải là cái duty của em, nó không phải là duty của em ở một cái chỗ khác chẳng hạn, hay là gì đó mà người ta cần, lúc đó cần người hợp tác đúng không, thì cần người giúp đỡ chẳng hạn, thì em có thể nói là lúc đó là em có thể sắp xếp được thời gian và em tham gia làm hoàn hoàn thành với họ một cái việc gì đó, thì nói như vậy thì nó tốt hơn là nó thể hiện em là một người sẵn sàng giúp đỡ người khác trong mọi hoàn cảnh, chứ không phải là trong cái hoàn cảnh giống như là em đi làm thay cho người khác. Nó giống cái ví dụ đó nó không tốt, theo anh nghĩ như vậy. Tức là người ta có thể hiểu theo kiểu này kiểu khác, thì nó cái kiểu gì thì nó, anh nghĩ là nó không, nó chưa đủ tốt. Nhưng Ok. mà nó không communicate thì là mình là một cái người supportive, và em muốn tức là sao Không, nhỉ? không, em support thì có nghĩa là người ta cần em á, người ta cần sự hỗ trợ, em giúp một tay, người ta em làm cùng người ta. Chứ không phải là em làm việc thay cho người ta, hiểu không? Hai cái đó nó hoàn toàn khác nhau.
Hay có một cái ví dụ mà người ta cần em, không phải là duty của em, và em sẵn sàng sáng tay và làm cùng họ để giúp họ, cùng làm với họ và nó hoàn thành nhiệm vụ, thì đó mới là cái ví dụ tốt về cái chuyện này. À, thêm nữa là friendly rồi các loại ABC, cứ nói cười vui vẻ rồi này nọ, mọi thứ trong đó nó thể hiện trong cái khi mà người ta đọc á, người ta có thể xem trong cái letter of recommendation của em, người ta thấy thì mình có thể nhấn mạnh thêm cái đó, tôi friendly, tôi helpful này nọ, mấy cái đơn giản thôi, và mỗi cái như vậy thì cho ra một ví dụ đơn giản, đừng 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 dài dòng, ok. À, chứ còn cái ví dụ mà em kể, thậm chí kể cái chuyện học sinh sinh viên này nọ rồi em làm cái này cái kia rồi này nọ, nó rất là dài dòng và nó hơi đấy. Rồi mà câu số 7 này cũng thú vị nè. À, bạn làm gì khi mà bạn phạm một cái lỗi? Câu này thật ra những nó có một số câu hỏi trong interview đó, nó cái nghệ thuật trả lời là gì? Nghệ thuật trả lời là có những cái câu giống như lỗi đó, nhưng mà mình phải trả lời làm sao để mình lái cái chuyện đó trở thành cái thế mạnh của Đúng rồi. mình. À, cho nên là khi mà mình muốn lái như vậy thì mình phải có một cái ví dụ tôi nhớ, tôi nói để hỏi đến cái này tôi mới nhớ. Nói vậy em nói là em trả lời theo ngẫu hứng, nhưng mà thật ra để mà cái sự ngẫu hứng của mình nó tốt đó, là mình phải có cái sự chuẩn bị. Chứ không phải là còn nói chuyện, hiển nhiên nói chuyện bình thường rồi, nhưng mà hơn thua ở những đứa mà đi phỏng vấn với nhau là có đứa nó có chuẩn bị và nó làm cho những cái câu chuyện nó chuẩn bị, nhưng mà cái sự chuẩn bị của nó toát ra, không phải là sự trả bài mà là giống như những trao đổi, hiểu không? À, thế thì những cái câu kiểu như là weaknesses hoặc là mistake này nọ là em có thể làm sao mà em lái ngược lại. Thế cái câu trả lời của em cho cái câu đó như thế nào? Mistake hả? Thì cái này hôm qua em gặp lại câu này thì em cũng trả lời Cũng lặp gần lại gần câu gần này giống à? hôm trước thì em hôm qua thì em đưa ra ví dụ, hôm trước thì em không đưa ra ví dụ, nhưng hôm qua thì em bị hỏi đưa ra ví dụ chứ, khi nào mày mắc một cái điểm đầu tiên họ hỏi em như thế trước đã, thì em ngồi một lúc em nghĩ ra là ok cái này cái gì thì có khi nêu ra nó cũng hơi mistake chứ, nó cũng hơi có tác dụng là giống như kiểu là phản lại mình nhá, nó gây ra cái negative result đó. Thì em nói là hồi em viết dissertation thì em làm việc rất là làm việc rất là intensive, làm việc nhiều giờ đồng hồ á, mà làm việc với điều các con số nữa. Thế thì kiểu như là em làm việc về đêm khoảng như là qua 12 giờ đấy, thì cái thị lực của mình nó cũng kém lắm, thì em nhầm em highlight nhầm cái significant result, nó là non significant thì em happen là em highlight nó. Thì xong sau đó thì em với cô gái em cũng phát hiện ra cũng rất là nó oh wow, thì lúc đấy cũng hơi có một chút tất nhiên là cô gái không happy rồi đúng không, thấy là nó cũng big deal mặc dù là nó chưa phải là final draft hay cái gì cả. Thế nhưng mà cái đấy thì cách khắc phục của nó cũng đơn giản thôi, thì mình biết thì mình sửa. Thế nhưng mà với em á, thì khi mà cái mistake mà nó ở cái mức độ nó trầm trọng hơn và nó em không nói là em đang make mistake, nhưng mà đây em nói quan điểm thôi, em nói là thực ra là ta rất là may mắn, là vì tôi rất là may mắn vì là trong quá trình làm việc của tôi chưa bao giờ phải make một cái gì nó serious severe mistake cả. Nhưng mà với tôi thì khi mà cái mistake nó lớn mà nó có cái impact đến cái tiến độ công việc hoặc là ảnh hưởng đến cả cái công việc chung của cả nhóm á, thì tốt nhất là cái việc của tôi là be honest, là mình phải thẳng thắn, mình thừa nhận khuyết điểm và mình phải sau đấy thì mình sẽ seek advice opinion của những cái người mà có kinh nghiệm hoặc là sếp của mình, những người mà thực sự là có liên quan á, để họ chỉ cho mình thấy rằng là họ xem họ có lời khuyên thế nào, hoặc là để sếp biết để sếp cho mình thêm thời gian để mình giải quyết, để mình clean up cái mess của mình gây Ok. ra đấy, thì câu trả lời của em là như vậy. Rồi ok, thế thì cái theo anh cái câu trả lời em phải đúng là đưa ra một cái ví dụ, và người ta bảo là em làm gì khi bị lỗi đấy, thì em phải đưa ra một ví dụ và em phải nói cụ thể là em giải quyết như thế nào. Thì trong câu trả lời của em là em chưa nói cụ thể em giải quyết như thế nào. Em chỉ có nói là cô phát hiện rồi sau đó thì sửa lại, nhưng mà những cái đó thì nó nhưng phát hiện thì sửa lại thôi, nhưng mà
cái ví dụ đó Nhưng nó nói là nó minor mà nó không phải là nó quá. thì cái ví dụ đó nó thực sự nếu mà có thể là ok chấp nhận được, nhưng mà nó chưa đủ mạnh để mà nó toát lên cái đó. Ok, thế vì anh nhận xét cái phần thứ hai nha. À, cái phần thứ hai em trả lời theo anh là chưa đạt. À, cái phần thứ hai á, mình khi mà người ta không hỏi mình, tốt nhất là mình không giả định, hiểu nào? À, mà mình phải trả lời cái phần thứ hai đấy bằng cách là mình xoáy ngược trở lại, là mình sẽ nêu lên cái thế mạnh của mình ở chỗ là đó, tôi biết là những cái lỗi khi mà làm teamwork á, những cái lỗi serious nó có thể dẫn đến những hậu quả mà nó có thể ảnh hưởng đến tiến độ của cả đội. Cho nên là đối với bản thân tôi là làm việc tôi hạn chế, làm tôi tập trung hạn chế tối đa để mà mắc phải những cái lỗi như vậy, và rất là may mắn là từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ gặp những cái serious mistakes. Như vậy là anh nghĩ là dừng lại cái câu trả lời cho đó là họ là ok. Hiểu ý không? Tức là mình vừa nói À không, là nhưng mà với cái câu câu hỏi mà trong cái vị trí này, câu hỏi mà em gửi cho anh á, thì là họ hỏi hẳn em là khi mà mắc lỗi thì làm gì. Còn cái câu hỏi hôm qua thì họ không không có hỏi cái phần đấy, thì đúng là có thể là em trả lời hơi thừa, nhưng mà như câu hỏi kia thì là họ trực tiếp họ hỏi mà khi mà bạn mắc lỗi thì ok bạn làm gì. thì anh, ý anh nói như vậy, tức là em muốn thể hiện cái thế mạnh của mình nữa, thì tốt nhất là không nên giả định ra những tình huống xấu trong interview, bởi vì tình huống xấu không ai muốn cả. Mình muốn nói là ok, thì mình muốn nói, nếu mà muốn nói, muốn nhắc cái chuyện đó thì phải nói là tôi hiểu là để ra giống như anh nói hồi nãy, tôi hiểu là nếu mà diễn ra cái serious mistake đó, là nó không tốt cho cả đội. Vậy nên bản thân tôi là một người rất là accurate, đúng không? Và tôi concentrate là phải làm việc cái gì đó cho nó rất là ok, và để tôi hạn chế tối đa cái lỗi đó, hiểu không nào? Để cho người ta biết cái tính, cái bản chất của mình, để mình sell mình lại chỗ đấy mà, đúng không? Và thêm một câu chốt nữa là và actually là mình chưa bao giờ có những cái lỗi lầm lớn, những cái lỗi trong trong công việc. Ok. À, cái câu số thế thì hôm qua người ta hỏi câu gì nữa? Hôm qua hả, cái phỏng vấn hôm qua hả? Hôm Ừ. qua thì thực ra phỏng vấn hôm qua em nghĩ là khá là tốt, tại vì là nó end up là người ta chỉ nói là 1 giờ thôi, nhưng mà cuối cùng cuộc nói chuyện nó kéo dài gần 2 giờ, và cuối cùng là kết thúc cuối là gần như là hai bên hỏi đi hỏi lại, em hỏi họ và họ rất thích. Lúc đầu thì chỉ là hỏi và oh wow, mày hỏi nhiều câu hay quá, ta phải ghi lại mới được. Thì sau đấy họ ghi lại thì họ hỏi hôm qua thì em anh anh không anh nhớ anh anh nhắc lắm. anh nhắc anh nhắc em chỗ này nữa nha, đừng đừng có nghĩ họ nói là thật nhé. Thì tất nhiên không, nhưng mà em đã phỏng vấn, em biết có những cuộc phỏng vấn mà nó negative và em biết là nó sẽ không đi đến đâu cả. Thế nhưng mà có những cuộc phỏng vấn thì mình cảm thấy hai bên mình nói chuyện, mình cảm thấy nó có cái gì ít nhất là về phía mình thấy mình thoải mái hơn. Còn em đã từng đi đến những cuộc phỏng vấn mà em biết là em cũng chỉ muốn là nó kết thúc sớm thôi, nó không có giống như kiểu giống như trong quan hệ giao tiếp của mình với mọi người khác, không phải là nó trong trong kiểu job interview. Mình cũng biết là có những người mình không có kéo dài cuộc nói chuyện được á, Ok. đấy phỏng vấn nó cũng vậy. Nhưng mà hôm qua thì em nghĩ là nha, thì để em nói qua về cái feedback của cô đấy, khi mà em nói về cái cách mà em giải quyết make mistake ạ. Thế thì sau khi em nói là đấy, nếu mà tôi mà make mistake ạ, thì tôi sẽ là thừa nhận là mình sai ấy, để mà mình address nó đúng không, chứ không thể là để yên để không làm gì. Thế xong rồi cô đấy đúng là thế anh thì rất là hợp với phong cách làm việc của tôi, tại vì là tôi cũng muốn là nếu mà đã sai thì phải thừa nhận ngay từ đầu đi, thì giải quyết luôn cái hậu quả nó sẽ nhanh gọn hơn là cứ giấu đấy xong rồi để một vài năm sau mới phát hiện ra, thì khi đấy nó thành cái chuyện lớn. Mà thực ra sai thì có cái gì là ghê gớm đâu, ai là con người thì ai mà chả mắc lỗi, mắc lỗi thì sửa thôi, thì chúng ta cùng nhau sửa, chúng ta cùng nhau hoàn thiện. Đúng rồi, nhất Thì trí. cô feedback ngay luôn cho em cái điểm đấy vào. Ok. Thì nói chung là cái mà anh em có thể, nói chung tùy người đúng không? Nói chung là, nhưng mà cái chuyện đó là hợp là tốt. Ở trong cái danh sách này anh thấy có một câu hỏi rất là hay, rất là mà người ta thường hay hỏi á, why should we offer you this position? Em trả lời câu Thì đó như thế nào? em nói thì đấy, thì từ những cái rất là từ
sâu sắc cả cái cuộc nói chuyện này, thì tôi cũng đã nói nhiều về cái qualification của tôi, về những cái thế mạnh về mặt chuyên môn rồi á, thì nhưng mà cái thế mạnh đặc biệt của tôi cho cái vị trí này á, rất là unique á, là tôi hiểu cái campus này rõ, tôi làm việc ở đây lâu rồi, tôi có cái mối quan hệ rất là tốt với rất nhiều department. Tôi làm việc trên cương vị là cái người researcher và tôi interview được rất là nhiều các giáo sư á, tôi đã thiết lập và maintain được cái mối quan hệ đấy, cho nên là tôi cảm thấy rất là tự tin và không có vấn đề gì khi mà phải reach out với họ cả. Và nhiều đối tượng khác trong campus nữa, vì là bản thân họ là cái người mà đến khoa của em để học, để lấy cái bằng educational leadership á. Nếu mà làm việc trong higher education á, thì tôi có thể là vừa là bạn học của họ, có thể là TA của họ, thì tôi biết họ và tôi biết là khi nào cần tìm đến đối tượng nào để get help when I need. Thì đấy là một cái unique strength của em đối với cái vị trí này. Thì không nhỉ? Đại khái là vậy. Hình như em không nhớ rõ là có nói gì thêm không, nhưng mà nhấn mạnh vào cái điểm là em biết cái campus này through and through. Em nói một phần nữa mà anh nghĩ là lần sau mà nếu mà người ta hỏi cái câu đấy á, mà nếu mà em thật sự em ấy là mà em phải em thích hay là em cảm thấy thế mạnh của em phải nói thêm một cái nữa là hiển nhiên biết cái, những người trong campus là một chuyện rồi đúng không, và nhưng em biết công việc, biết những người trong campus và em biết cái thậm chí tức là qua cái cuộc nói chuyện thì qua cuộc nói chuyện với họ ấy, qua cuộc phỏng vấn ấy, thì em nghĩ rằng là em là ready cho cái việc đó. Tức là họ vào là mình cảm thấy thứ nhất là em phải, và thêm một cái nữa là em phải nói mà anh nghĩ rất là cần nói, bởi vì khi mà phỏng vấn hai chiều đúng không, phỏng vấn hai chiều họ offer cái việc đó cho em có nghĩa là họ thích em và em cũng chấp nhận offer đó là em cũng phải thích họ. Vì vậy nên là em nói là em thấy những cái mà qua trao đổi em thấy là em rất là qualified cho cái job, cái position này, và hơn nữa là và em cũng thấy rằng là em rất là happy ở đây đúng không, em có thể làm việc collaborate với họ rất là tốt, thì em nghĩ đó là một đó là những cái điều kiện rất là quan trọng cho. Và nói thẳng luôn, anh hồi xưa anh cũng hay nói giỡn, anh kêu một cái job như thế này nó giống như một cái marriage, giống như anh hay nói trên video đó. Và vì vậy nên là nó là một cái marriage hai chiều, cho nên là khi mà mình mà cảm thấy hợp với những chỗ này và hợp với những môi trường làm việc thế này nọ thì mình sẽ làm việc tốt hơn rất là nhiều, tốt rất là nhiều, và cái sự hợp tác của mình nó sẽ rất là tốt. Cho nên là đó là nó ngoài cái lý do là mình qualify với họ, và thêm một cái lý do nữa là họ cũng rất là fit với mình. Cho nên là mình phải nói cái đó hai chiều. Ok, thì anh nghĩ như vậy là ổn rồi đúng không? Còn cái câu cuối cùng là do you have any questions for us, thì anh nghĩ là thôi cái video nó dài rồi. Cái này dạ. anh muốn em tuần sau mới đi on campus tiếp mà đúng không? Dạ. Thế thì anh nghĩ anh em mình có thể nói chuyện thêm một cái bữa nữa về nói chỉ chuyên sâu về cái cách chuẩn bị câu hỏi dành cho những người mình gặp trên on campus interview. Ví dụ như em gặp những người này em hỏi như thế nào, người kia hỏi như thế nào, tại vì từng cái level mỗi người á thì mình phải hỏi những cái câu khác nhau. Ok. Ok chưa? Dạ, ok, cảm ơn anh nhiều. Rồi ok. Dạ.